em chào các anh chị và các bạn. Hôm nay em lên clip số 54 nha các anh chị. Thì cái hôm nay cũng có một ít trường nghề Nhật bãi giới thiệu cho các anh chị à. Thì cái hình thức thanh toán bên em á là anh chị nào chuyển khoản thì em bao ship nha các anh chị, còn chưa kết thì các anh chị vui lòng gửi phí ship cho bên giao hàng nha các anh chị. Thì số điện thoại của em là 0394414450 và cũng là số Zalo luôn nha các anh chị. Thì em vô cái mã đầu tiên là mã số 1. Mã số 1 là một cái cưa mộc nha các anh chị, hiệu là Yokucho. Thì cái này hiệu của nó cũng bay hết màu rồi nha các anh chị. Đó, nó chỉ còn cái hình như vậy thôi nha các anh chị. Đó, nó còn hình như vậy thôi. Thì cái cán của nó này, cán có còn cái chữ nha các anh chị. Cán là cán cũng có cái hình như vậy nha các anh chị. Thì cái hình thức lưỡi của nó này em sẽ quay kỹ cho các anh chị xem ạ. Hình thức lưỡi. Răng lưỡi rồi còn đẹp nha các anh chị. Răng rồi còn đẹp. Thì cái lưỡi này chiều dài của nó, để em đo chiều dài của nó, là người ta không có để cái chiều dài. Thì cái lưỡi chiều dài của nó là 24 nha các anh chị. Đó, em đo tới này là 24 nè. Cán rồi còn mới nha các anh chị, cán còn khá mới luôn. Thì hình thức của nó là gì? Thì mã số 1 270k nha các anh chị. Đó, 270k. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 là một cái cây cưa nè. Cây này nè, siêu kỳ nha các anh chị. Đó, cái tay cầm của nó còn khá đẹp nè, siêu kỳ. Thì cái cắn nè, cán còn đẹp nha các anh chị. Thì cái lưỡi này, cái này là siêu kê master nha các anh chị, siêu kê master. Thì cái lưỡi của nó còn khá bén nha các anh chị. Đó, cái lưỡi còn khá bén, nhưng mà tại cái hàng cái chỗ nó làm bị ẩm ướt quá nên nó có bị ướt nha các anh chị. Đó, nó bị cái màu đen như vậy thôi, chứ mà cái lưỡi là còn khá bén nha các anh chị. Cây này thì mình xài cưa được cây lớn nha các anh chị. Đó, cái lưỡi còn khá bén luôn á, em quay cái lưỡi kỹ cho các anh chị xem. Còn cái này là lưỡi nè, Master 330 nha các anh chị. Nó còn chữ số luôn á, mà tại vì nó bị nó ở trong cái bịch luôn á, mà nó bị ướt á các anh chị. Đó, nó bị ướt nên nó bị rỉ hết trơn xung quanh hết. Chứ còn cái đầu này, chỗ này nè, các anh chị nhìn thấy răng không? Vẫn còn cái lớp đen đen nè. Thì ca này nó tại nó rỉ quá nên em bán cái giá. Rồi mã số 2 nha các anh chị, 220k. Cái này chiều dài hết cỡ của nó là 70 nha các anh chị. Cái này chiều dài hết cỡ của nó là 70. Cái này là các anh chị lưu ý nha, cây này không phải là cưa gấp nha các anh chị. Thì các anh chị nào muốn tháo cái lưỡi thì các chị bẻ cái cây lên rồi bật xuống nha các anh chị, tháo lưỡi ra. Rồi mã siêu kỳ master, mã số 2 220k. Tiếp theo là mã số 3 nha các anh chị. Thì mã số 3 là một cái cây cưa của Gomtaro nha các anh chị. Cây này thì chiều dài lưỡi của nó là 270 nè. Cái hình thức lưỡi, thì hình thức lưỡi nha các anh chị. Bên này thì nó hơi bị râm râm nhẹ, nhưng mà lưỡi thì còn khá mới. Thì chỗ này nó bị như vậy nha các anh chị. Đó, thì em sẽ quay kỹ những cái chỗ nào lỗi, em sẽ quay kỹ cho các anh chị xem. Nó lỗi nhẹ, cán rồi còn đẹp nha các anh chị, cán thì còn đẹp. Cái này là Gomtaro, chiều dài của nó là 27 cm nha các anh chị. Rồi mã số 3 220k. Tiếp theo là mã số 4, cũng là một cái cây siêu kê Gomtaro luôn nha các anh chị. Cây này chiều dài lưỡi cũng là 27 cm. Thì cái cây này hình thức của nó lưỡi á, thì em sẽ quay kỹ này kìa. Chỗ này thì nó bị đâm đâm, bị đen nha các anh chị. Phần lưỡi,
Mình sẽ coi kỹ. Đó. Trời, cán luôn cũng còn đẹp hết nha các anh chị, cán luôn còn đẹp nè. Rồi mã số 4 220k, tiếp theo là mã số 5 nha các anh chị. Cũng là một cái cây cưa của Suki Gumtaro. Cái này thì chiều dài lưỡi của nó là 24 cm nha các anh chị. Thì cái hình thức răng này. Đó. Rồi, bên này nha các anh chị. Đó thì nó cũng có những cái đâm đâm đen đen nhẹ nhẹ nha các anh chị. Cắn rồi đẹp nha các anh chị, cắn rồi còn đẹp nè. Rồi mã số 5 180k. Tiếp theo là mã số 6 nha các anh chị, là một cái cưa gumball nha các anh chị, Suki gumball này. Cây này thì cái lưỡi này, hình thức lưỡi còn khá mới, còn khá đẹp, khá bén luôn nha các anh chị. Đó. Hình thức của nó này, nó chỉ có những cái răm răm đen đen nhẹ nhẹ nè. Thì cái lưỡi nó bén nha các anh chị. Thì em sẽ quay kỹ cái lưỡi cho các anh chị xem răng. Rồi cái cắn là luôn nha các anh chị, cắn này gumball. Cắn gumball. Suki Made in Japan. Rồi cái này cưa gấp nha các anh chị, cái này cưa gấp nè. Đó. Thì hình thức của nó nè. Rồi mã số 6 nha các anh chị, 330k. Tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 là một cái cây kéo cắt cành hiệu ARS nha các anh chị. Cái này thì đó, hiệu ARS thì cái lưỡi của nó này, để em quay cái lưỡi cho các anh chị xem. Lưỡi nha các anh chị, phần lưỡi. Thì lưỡi thì không có mẻ gì hết, nhưng mà bên trên thì nó có những cái răm răm nhẹ nha các anh chị đó. Không mẻ. ARS. Rồi cái thằng thân tay cầm nha các anh chị, thân tay cầm. Thì cái này sẽ đó. Thì cái này size của nó là, để em đo thử size bao nhiêu. Size 18 nha các anh chị, cái này là size 18. Chiều dài của nó là 18 cm, cắt trái còn ngọt nha các anh chị. Đó. Rồi, mã số Made in Japan. Mã số 7 nha các anh chị, 230k. Tiếp theo là mã số 8, là một cái cây kéo bướm nha các anh chị. Cái này thì để em đo chiều dài trước ha. Chiều dài của nó là 20 nha các anh chị. Chiều dài của nó là 20. Thì cái hình thức này, em sẽ quay bên này đó, dập chữ nha các anh chị, có chữ này, bên lưỡi cũng có chữ nha các anh chị đó, bên lưỡi chữ này đó, bên này cũng vậy luôn nha các anh chị đó, chữ hình thức này. Thì hình thức lưỡi không mẻ nha các anh chị, lưỡi không mẻ, để em cắt thử cái giấy thử nha các anh chị đó, cắt giấy cũng ngọt nha các anh chị đó, cắt giấy ngọt không? Rồi, cái này là mã số 8 nha các anh chị, 200k. Tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 là một cái cây dao, dao như vậy nha các anh chị. Thì cái hình thức của nó là như vậy. Thì em sẽ đo cái phần lưỡi nha các anh chị. Cái phần lưỡi của nó là cỡ 6 cm nha các anh chị. Phần lưỡi của nó là cỡ 6 cm nè. Cái bề rộng cỡ 2 cm. Thì cái này là nó có cái đó, cái này thì nó còn khá bén nha các anh chị, lưỡi còn khá bén luôn á, cái mũi nó quá, hình thức cái mũi của nó như dài nha các anh chị đó. Thì em sẽ quay kỹ cái mũi này, cái mũi cái lưỡi cho các anh chị xem nha. Đó, cái mũi này, cái này thì nó có cái đắng mọc và cái chữ như dài luôn á, phá đó, đóng chữ như vậy nha các anh chị đó, chữ này, thằng cây cũng có chữ luôn nha các anh chị. Thì cây này nó có cái nắp luôn,
hình thức. Rồi mã số 10 nha, mã số 9 nha các anh chị, 170k. Tiếp theo là mã số 10 là một cái cặp vít. Cặp vít này thì nhỏ nha các chị, nhỏ xíu à. Cái này thì mỗi cái chiều dài của nó là 15 cm nha các anh chị. Chiều dài của nó là 15 cm. Thì cái cây này của Vercel nha các anh chị. Đó, Vercel. Cây này cũng của Vercel. Cây này mũi nhỏ xíu nha các anh chị đó. Cây này là PH1, cây này là PH1 nha các anh chị, còn cây này nhỏ nữa nha các anh chị, PH0 quá. Em không biết nhưng mà nó rất là nhỏ nha các anh chị. Chiều dài của nó là 15 cm nha các anh chị. Rồi mã số 10 100k một cặp nha các anh chị, cặp này 100k này. Tiếp theo là mã 11. Mã 11 thì một cây vít này, cũng của hiệu Vercel luôn nha các anh chị. Vercel da băng. Thì cái này hình thức mũi của nó này. Đó. Mũi cũng còn khá đẹp nha các anh chị. Cái này chiều dài của nó là 15 cm nha các anh chị. Cái này chiều dài của nó là 15 cm cắn rồi nè. Rồi mã số 11, 90k. Tiếp theo là mã số 12, cũng là một cái cây vít của Vercel nha các anh chị. Nhưng mà cái hình thức cây này thì nó khác này. Cây này không phải của Vercel mà có chữ, à đúng rồi, của Vercel da băng nha các anh chị đó, Vercel da băng này. Thì cái này hình thức của nó là như dài nha các anh chị. Thì cái mũi của nó này, mũi của nó cũng là mũi BH2 nha các anh chị. Mũi BH2. Mã 12. Cái này chiều dài của nó là 15 cm nha các anh chị. Đó, hình thức cũng còn khá đẹp nha các anh chị. Rồi mã số 12, 90k. Tiếp theo là mã số 13, cũng là một cây vít luôn nha các anh chị. Cũng của Vercel này. Đó thì hình thức cắn tay cầm được còn đẹp. Em coi cái mũi cho các anh chị xem. Mũi nha các anh chị. Cái này chiều dài cũng 15 cm nha các anh chị. Chiều dài cũng 15 cm. Rồi mã số 13, 90k. Tiếp theo là mã số 14 nha các anh chị. Mã 14 cũng là một cây vít Vercel. Thì cái hình thức của nó giống nhau cho các anh chị. Thì em sẽ quay kỹ. Em chỉ quay kỹ cái mũi thôi nè. Đó, cái mũi nha các anh chị. Rồi mã số 14, 100k. Cái này chiều dài của nó là 25 cm nha các anh chị. Chiều dài của nó là 25 cm. Tiếp theo là mã 15, cũng là một cây Vercel luôn nha các anh chị. Đó, thì hình thức tay cầm đồ đẹp nha các anh chị. Thì cái mũi này, mũi đẹp. Cái này chiều dài của nó là 25 cm. Rồi mã 15, 100k. Tiếp theo là mã 16, cũng là một cây vít của Vercel luôn nha các anh chị. Vercel này. Thì cái này chiều dài của nó là cũng 25 nha các anh chị. Chiều dài 25 mũi. Rồi mã số 16, 100k. Tiếp theo mã số 17 nha các anh chị. Cái này hình thức của nó này cũng Vercel. Tay cầm được đẹp hết nha các anh chị. Thì cái phần này, thì cái phần này nó có một cái chỗ này nó hơi bị trài nhẹ nha các anh chị. Nó bị trài nhẹ nè, nhưng mà không có bị vô tới mũi cho các anh chị đó. Nó chỉ bị ở ngoài để không ảnh hưởng gì. Thì cái phần mũi của nó còn đẹp nha các anh chị đó, phần mũi còn đẹp. Cái này chiều dài của nó là 30 cm nha các anh chị. Chiều dài của nó là 30 cm. Cái này giá 120k. Đúng rồi, chiều dài là 30 cm. Rồi hình thức của nó. Rồi giá là 120k. Tiếp theo là mã số 18 nha các anh chị. Thì cái cây này là cây vít của, cái hiệu của nó như này này, Robicon nha các anh chị. Robicon Made in Japan. Thì mã 18 thì cái cây này cái mũi bự lắm nha các anh chị. Không phải cái mũi BH, bự hơn BH3 nữa. Mũi này khá bự luôn nha các anh chị. Cái này thì còn mới nè, còn khá mới luôn nhưng mà mũi bự. Đó thì cái cắn nó cũng hơi bị trài nhẹ nha các anh chị. Đó. Này nó hơi bị trài.
Cài nhẹ nha các anh chị. Cây này chiều dài của nó, để em đo chiều dài thử. Chiều dài nó của nó là 25 cm nha các anh chị. Chiều dài là 25 cm. Robicon made in Japan. Cây này mũi bự nha các anh chị. Chị lưu ý này mũi bự lắm. VH3 cũng không phải nữa. Rồi mã số 18-100K. Tiếp theo là mã số 19 nha các anh chị. Là một cái sản. Cái sản này thì chiều dài của nó là 30 nha các anh chị. Chiều dài của nó là 30 nè. Thì cái hình thức cắn được còn bình thường, không có bị trà xước gì nha các anh chị. Còn cái phần lưỡi nè. Đó, lưỡi. Thì cái phần lưỡi của nó là chiều dài của nó thì 30 nha các anh chị. Phần lưỡi của nó thì rộng 55 mi, 5,5 sang. Đó, có chữ. Rồi mã số 19 nha các anh chị, 150k. Tiếp theo là mã số 20 nha các anh chị. Thì một cái cây cầu cỏ. Cây này thì cầu cỏ để mình làm giường làm kia thôi nha các anh chị, làm cây cảnh rồi thôi. Đó, thì cây này cái phần mũi nó này. Rồi, con. Rồi mã số 20 nha các anh chị, 120k. Tiếp theo là mã 21, tí rút cái cát ống nước cho mẹ tí. Mã 21 là một cái cây cắt ống nước nha các anh chị. Đó, cây cắt ống nước thì cây này cắt được phi 42 nha các anh chị. Đó, thì cây này cắt được phi 42. Cái ống nước á, hoàng ở chỗ cây đu đủ nhìn thử có không? Thì cái phần lưỡi với nó nha các anh chị, không có bị mẻ gì hết. Cái này cắt được phi 21, à quên, phi 42 nha các anh chị. MCC da băng. Thì em sẽ cắt thử cái ống nước phi 27 nha các anh chị, em không có phi 42. Em sẽ cắt thử cái phi 27 nè. Rồi, em cắt thử nha các anh chị. Mày làm gì mà ngồi đó? Mã 21 nha các anh chị, 300k. Thì cái này chiều dài của nó là 22 nha các anh chị. Cái này chiều dài 22. Rồi mã 21 300k. Tiếp theo là mã 22, là một cái cây cũng cắt ống nước của MCC luôn nha các anh chị. Cây này thì cắt phi 27 nha các anh chị. Đó, thì cái phần lưỡi không mẻ nha các anh chị. Phần lưỡi không mẻ. Đó, thì cái hình thức cái cây này thì nó không có cái đồ móc lại nha các anh chị. Nó mắc mắc rồi. Cũng của MCC Japan. Em sẽ cắt thử cái ống phi 27 này đó. Mà mình để ống phi 27 vô thì vừa nha các anh chị. Còn cái nải rộng. Em sẽ cắt thử này, cây này. Cái này cắt khóa ngọt nha các anh chị. Với lại nó vừa cái tay cầm của em đó. Em cắt rất là dễ luôn. Còn cái cây kia nó hơi bự quá. Rồi em cắt lại nè. Cái này ngọt lắm luôn. Nó vừa tay cầm cái em cắt đó. Rồi mã 22 nha các anh chị, 250k. Cái này chiều dài của nó là 19 nha các anh chị, 19 sen. Rồi mã 22, 250k. Tiếp theo là mã 23, là một cái cây kiềm quả nha các anh chị. Thì cái hình thức răng của nó này còn đẹp. Răng đẹp nha các anh chị. Thì cái cây này là cái hiệu của nó này. Bido. Nó có đóng logo nội địa Nhật nha các anh chị. Cây này chiều dài của nó là 250 mi. Cái hình thức tay cầm. Hình thức tay cầm. Cái miệng hoạt động tốt nha các anh chị. Đó, hoạt động bình thường. Rồi mã số 23, 200k. Thì em sẽ đo cái phần để như vậy nha các anh chị. Thì cái miệng của nó mở rộng khoảng 40 mi nha các anh chị. Đó, em sẽ để vuông góc như vậy thì rồi cái miệng mở rộng 4 sen. Rồi mã số 23, 200k. Tiếp theo là mã 24 nha các anh chị. Là một cái đầu lúc lắc.
Cái này thì đầu khẩu của nó là 1 phần 2 nha các anh chị. Khẩu là 1 phần 2. Thì cái hình thức của nó này, hiệu của nó là Mitoloy, logo nội địa Nhật, Japan. Rồi, tay cầm được cũng còn mới hết luôn nha các anh chị. Cái này thì chiều dài của nó là 38. Chiều dài hết cỡ của nó là 38 nha các anh chị. Rồi mã số 24 300K. Mitoloy, logo nội địa Nhật. Tiếp theo là mã số 25 nha các anh chị. 25 thì một cái cây cần của Asahi nha các anh chị. Đó, cần của Asahi. Thì cây này cũng còn đầu khẩu đồ còn đẹp hết nha các anh chị, không có trài gì hết đó. Cây này chiều dài của nó là 25 nha các anh chị. Cây này chiều dài của nó là 30. 30 nè. Asahi. Tay cầm đồ đẹp nha các anh chị. Mã số 25, 250k. Tiếp theo là mã số 26 nha các anh chị. Thì cái này này, hình thức của nó này, tay cầm rồi đẹp. Cái này là hiệu Tôn nha các anh chị, logo nội địa Nhật, Japan. Đó. Thì cái đầu khẩu của nó này. Đó. Khẩu 1 phần 2 nha các anh chị, từ nãy giờ là khẩu 1 phần 2. Bi rồi nhảy tốt mà. Cái này chiều dài của nó là 30 sen nha các anh chị. Chiều dài là 30 sen. Hình thức. Mã 26, 250k. Tiếp theo là mã 27, là một cái cần của KTC nha các anh chị. Cái này thì khẩu của nó là 3 phần 8 này. Đó. Khẩu 3 phần 8 nha các anh chị. Đầu lúc lắc. Đầu lúc lắc 3 phần 8. Thì để em đo thử cái cây này chiều dài của nó là bao nhiêu. Chiều dài của nó là 25 cm nha các anh chị. KTC. Hình thức còn khá đẹp nha các anh chị. Rồi mã số 27, 200k. Tiếp theo là mã 28 nha các anh chị, là một cái tay nối. Tay này thì hiệu KTC, logo nội địa Nhật. Cái này khẩu của nó là 1 phần 2 nha các anh chị, khẩu là 1 phần 2. Mã 28, 180k. Cây này chiều dài của nó là 25 nha các anh chị. Thì em sẽ có 4 cây. 4 cây như thế này nha các anh chị. Thì nó còn một chiều dài của nó là 25 cm hết nha các anh chị. Một cây là mã 28 KTC đầu khẩu. Khẩu 1 phần 2. Rồi. Tiếp theo là mã 29 nha các anh chị. Thì cây này cũng khẩu 1 phần 2, còn đẹp luôn nha các anh chị. Đó, em qua này. Cây này là của Mitoloy. Mitoloy nha các anh chị, logo nội địa Nhật. Rồi, mã 29. Tiếp theo là mã 30 nha các anh chị. Mã 30 cũng là một cái tay nối luôn. Thì cây này là của KTC nha các anh chị. Của KTC này. Đó, logo nội địa Nhật. Cây này thì cái khẩu của nó này cũng 1 phần 2 nha các anh chị. 4 cây nhưng mà nó có hát hiệu thôi chứ chiều dài nó bằng nhau nha các anh chị. Rồi mã số 30, 180k. Khẩu đồ tay cầm đồ đẹp hết. Rồi tiếp theo là mã số 31 nha các anh chị. Mã 31 thì là một cái cây cũng là khẩu của nó là 1 phần 2. Chiều dài của nó là 25 nha các anh chị. Nhưng mà hiệu của nó thì là Tôn, logo đồ điện Nhật, Japan. Rồi này, đó khẩu đồ còn đẹp nha các anh chị. Đó, thì nó có 4 cây giống nhau như vậy nha các anh chị, hiệu khác nhau thôi. Rồi mã số 31, 180k. Tiếp theo là mã 32 nha các anh chị. Thì nó có một cái hai cái tay nối. Thì chiều dài của nó là 15 cm nha các anh chị. Cây mã 32 á, thì là của KTC. KTC nha các anh chị. Logo cái gì? Khẩu của nó là 3 phần 8 nha các anh chị. Khẩu là 3 phần 8 này. Đó. Mã 32, 120k. Tiếp theo là mã 33 nha các anh chị. Mã 33 thì cái cây này khẩu của nó cũng là 3 phần 8. Chiều dài của nó là 15 cm. Hiệu Tôn nha các anh chị, da băng. Đó. Rồi mã 33, 120k nha các anh chị. Em viết lộn này.
120 nha các anh chị. 120. Mã 33 120k. Tiếp theo là mã 34 nha các anh chị, 34 này, 35, 36 thì ba cái cần này luôn nha các anh chị. Thì cái này mã 34 này thì của nó là KTC đó. Đầu khẩu là 1/2 nha các anh chị, khẩu là 1/2. Chiều dài của nó là 15 cm nha các anh chị. Đó, thì cái phần hình thức của nó em sẽ quay các anh chị xem này. Rồi mã 34 130k. Tiếp theo là mã 35 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 35. Thì là một cái cây cũng cái khẩu của nó là 1/2 nha các anh chị. Đó, KTC logo nội địa Nhật. Rồi. Hình thức của nó này. Logo nội địa Nhật. Rồi mã 35 nha các anh chị, 130k. Tiếp theo là mã 36 là một cái cây cần này cũng của KTC luôn nha các anh chị. Đó, cũng chiều dài của nó là 15 cm. Thì là KTC logo nội địa. Thì cây này cũng đó, cái hình thức của nó nha các anh chị. Rồi. Mã số 36 130k. Tiếp theo là mã 37 nha các anh chị, là một cái cần cưa Somat. Thì cái này cái hình thức của nó này. Đó, thì cái phần da cán nha các anh chị, Somat này, cái này. Da ben này, đó, Somat có chữ da ben luôn. Thì cái này nó cái cán đồ nó cũng còn nha các anh chị. Đó, thì cái hình thức. Cái này thì lưỡi mình gắn lưỡi của nó là 25-30 nha các anh chị. Thì cái khúc này thì mình để này thì 25, mà mình kéo ra tới vô thằng này kéo ra thì là 30. Da băng Somat. Rồi, mã số 37 nha các anh chị. Đó, thì hình thức của nó này. Cái này thì nó có trài trài đâm đâm nhẹ nha các anh chị, nhưng mà cũng còn đẹp chứ không có nở nha các anh chị, cũng còn đẹp. Rồi mã số 37 200k. Tiếp theo là mã 38 nha các anh chị. Mã 38 là một cái cây mỏ lết của hiệu Lotte nha các anh chị. Mỏ lết hiệu Lotte, thép alloy steel, logo nội địa Nhật. Đó, Lotte con tôm này. Cái này thì cũng còn khá đẹp nha các anh chị. Đó, khá đẹp. Cái này chiều dài của nó là 150mm nha các anh chị, miệng mở rộng của nó là 20. Thì cây này khá nhỏ nha các anh chị, các anh chị lưu ý này. Cây này khá nhỏ này, nó nhỏ xíu luôn á nha các anh chị. Chiều dài của anh chị có là 1,5 tấc, 15 cm. Rồi mã số 38, 100k. Tiếp theo là mã 39 nha các anh chị. Cây này thì đó, thép alloy steel luôn. Thì cây này của hiệu SK11 nha các anh chị, SK11. Cái này chiều dài của nó là 200mm thì là 2 tấc nha các anh chị. Đó. Ngàm được đẹp. Hoạt động bình thường nha các anh chị. Cái này thì bên thân, bên miệng của nó có cái gì? Có số, có cái thước. Thì hình thức của nó này. Rồi mã số 39, 150k. Tiếp theo là mã số 40 nha các anh chị. 40 thì cái cây này chiều dài của nó là 250mm nha các anh chị, là 2,5 tấc. Thì cái ngòm của nó này còn đẹp nha các anh chị. Đó. Cái này hiệu tốt nha các anh chị, hiệu tốt, logo nội địa Nhật. Hoạt động tốt nha các anh chị, hoạt động bình thường. Rồi mã số 40, 220k. Tiếp theo là mã số 41 nha các anh chị. Cũng là một cái cây em quên rồi. Mã 40, cái chiều dài của nó là 250mm thì miệng mở rộng là 30mm nha các anh chị. Miệng mở rộng của nó là 30mm. Rồi mã số 41 nha các anh chị. Thì cây này của hiệu Lotte này. Đó, thì cái phần cũng còn đẹp nha các anh chị. Đó, còn đẹp. Thì các em sẽ quay cái
Quả ke này sao cứng người ta, cứng rồi. Rồi em bỏ qua cái gai mỡ 41 nha các anh chị. Tiếp theo là mỡ 42. 42 là cái này là cũng của Lutter nha các anh chị. Cái này chiều dài của nó là 250mm, thì cái ngòm cũng còn đẹp nha các anh chị, ngòm đẹp nè. Japan Lutter. Thì cái này em sẽ quay hoạt động. Ủa sao tự nhiên nghe cái này kỹ ta. À, nhưng các anh chị nó dướng cái gì chứ nó cũng hoạt động tốt nha các anh chị. Rồi, cái này thì chiều dài của nó 250mm, thì miệng mở rộng nó cũng là 30mm nha các anh chị. Đó, Lutter mã 42 220k. Tiếp theo là mã 43 nha các anh chị, là một cái cây cần lắc tự động. Thì cây này hiệu của nó là Ton nha các anh chị, Ton nè. Logo nội địa Nhật. Thì hình thức này em quay hình thức trước nha các anh chị. Đó, hình thức hai bên nó cũng còn trắng sáng đẹp. Khẩu của nó là 1/2 nha các anh chị, khẩu mà 1/2 hoạt động tốt. Hoạt động. Rồi mã số 43, 300k. Tiếp theo là mã số 44 nha các anh chị. Là một cái cây cần của KTC. Đó, logo nội địa Nhật. Thì cây này là thép alloy steel nha các anh chị. Đó thì khẩu của nó là 1/2. Đó thì cũng hoạt động tốt nha các anh chị, em quay. Rồi, cây này chiều. Chiều dài của nó là 25 nha các anh chị, cái kia cũng chiều dài 25. Rồi mã 44, 270k. Mã 45 nha các anh chị, là một cái cây cũng cần tự động nha các anh chị. Nhưng mà cần này thì khẩu của nó là 3/8. Hiệu Ton Japan nha các anh chị. Cái này thì chiều dài của nó là 19 nha các anh chị, chiều dài của nó là 19. Này hoạt động tốt. Rồi tay cầm đồ đẹp hết nha các anh chị, khẩu 3/8. Mã 45 220k. Tiếp theo là mã 46 nha các anh chị. Thì cái này nè, hình thức của nó. Cái này là đầu của nó là 14 nha các anh chị, một cái khóa là 14, một cái dòng cũng 14 luôn nha các anh chị. Thì cái bên này nó hơi xấu nè. Đó. Cái hiệu của nó là ESK gì nha các anh chị. Đó. Bên này thì nó bị rỗ nha các anh chị. Rồi mã số 46, 100k. Tiếp theo là mã 47 nha các anh chị, thì cái cây này hai đầu dòng nha các anh chị. Thì cây này đầu của nó là 10, 10, 10, 12 nha các anh chị. Thì cũng hoạt động tốt này. Bên này lắc qua lắc lại được nha các anh chị. 10, 12. Rồi. Mã số 47 nha các anh chị. Cây này chiều dài của nó là 14 nha các anh chị. Rồi mã 47, 100k. Tiếp theo là mã 48 nha các anh chị. Mã 48 là một, cũng là một cái đầu dòng nha các anh chị. Cũng là một cái đầu dòng. Thì cái đầu này để em ghi mã. Mã 48 130k nha các anh chị. Thì cái này đầu dòng của nó là 10, cũng 10, 12 nha các anh chị. 10, 12 mà hiệu tớp nè. Đó. Tớp nha các anh chị. Thì cái bên này nó hơi bị chóp xi nha các anh chị. Bên này nó hơi bị chóp xi nè. Còn bên này đẹp nha các anh chị. Thì hoạt động cũng hoạt động tốt này. Rồi. Bên này cũng vậy luôn. Rồi mã số 48 nha các anh chị. 130k. Tiếp theo là mã 49. Mã 49 nha các anh chị.
Mà 49 thì là một cái hộp này, thì cái hộp này nó cái này là một cái vít, một cái mở góc hẹp nha các anh chị, một cái cần mở góc hẹp. Thì cái này hiệu Japan này, cái này hiệu là Sun Black nha các anh chị, Sun Black. Mở góc hẹp, cái này thì chiều dài của nó là 11 nha các anh chị, chiều dài của nó 11 thì nó có cái đầu như thế này nha các anh chị. Đó, nó có ba cái đầu, ba ke này, BH3, BH2, BH1. Có ba cái đầu âm nha các anh chị, âm. Rồi ba cái mũi khoan lục giác nha các anh chị đó, cái mũi độc giác này. Nó thiếu mắt mũi nha các anh chị. Đây tới 4 mũi thiếu mắt mũi, còn cái này là khẩu, này là khẩu 3/4. 1/4 nha các anh chị. Khẩu là 1/4 nha các anh chị. Đó, nó có một khẩu này. Rồi này này nó có khẩu mà số của nó là nhỏ nhất là mấy ta? 5 nha các anh chị. 5.5. Sáu nha các anh chị, 6. Cái này là 7 nè, 7. Rồi 8 nha các anh chị. Đó, thì hình thức của nó là nó có 2, 4, cái 5 cái khẩu, một cái cần mở góc hẹp, ba vít âm, ba vít dương, ba cái mũi lục giác. Còn cái này mắc một mũi nha các anh chị, mắc một cái gì em cũng không biết, chứ còn mũi. Rồi, đó, hình thức của nó như vậy. Thì cái bộ này là 370k mã 49 nha các anh chị. Đó, 370k. Made in Japan. Rồi, mã 49, 370k. Tiếp theo là mã 50 nha các anh chị. Mã 50 là một cái dao đa năng, một cái bộ dụng cụ đa năng. Thì nó có cái dao, rồi mở cái gì, mở khui hộp, cái kéo, cái khui hộp, cái dao nha các chị. Còn bên này thì nó có 4 cái mũi như vậy này, đó, 4 cái đồ như vậy. Thì 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Nó còn nữa nha các chị, em kéo chưa hết này. Đó, kéo hết ra luôn. Để em kéo hết ra nha các anh chị. Còn một cây nữa. Thì nó có hình thức của nó như vậy nha các anh chị. Đó, thì cái bên này là nó có 4 chi tiết này, 1, 2, 3, 4 này. Bên này nó có 1, 2, 3 là 7 này, 8, 9, 10 nha các anh chị, 11, 11 chi tiết nha các anh chị đó. Có cưa này, cái này là cưa hay cái gì, cưa này. Cưa, dao, rồi kéo, tùm lum hết, là 11 chi tiết nhỏ nha các anh chị. Thì cái này này nó có thép, Made in Japan nha các anh chị, đó, nó có chữ Japan này. Rồi, cái bộ dụng cụ này mã 50 nha các anh chị, 180k. Tiếp theo là mã 51 nha các anh chị. 51 là một cái đuôi chuột. Mã 51 là một cái đuôi chuột 14-17 nha các anh chị. 14-17 hiệu tớp. Thì hoạt động bình thường. Rồi, mã 51, 170k. Rồi, chiều dài của nó là 27 nha các anh chị, chiều dài của nó là 27. Rồi, hình thức của nó hoạt động tốt ha, hiệu tốt. Rồi, em cũng kết thúc cái clip ở đây nha các anh chị. Xin chúc các anh chị một buổi chiều thật là vui vẻ ạ. Em cảm ơn các anh chị thời gian qua đã ủng hộ kênh của em ạ. Rồi, em chào tạm biệt các anh chị.